Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Khách Nhân TV. Và hôm nay thì như anh chị và các bạn đã thấy dâu nó chín chưa? Và bây giờ thì Khách Nhân TV cùng anh chị và các bạn cùng đi hái dâu tây nha các bạn nha. Trong quá trình đăng những video clip thì Khách Nhân TV theo dõi rằng anh chị và các bạn chủ yếu là thích xem hái dâu. Và trong cái lúc hái dâu thì sẽ chia sẻ những cái gì mà hay hay, những cái gì hay ho để cùng chia sẻ đến anh chị các bạn, để có những cái chậu dâu tây và những cái cây dâu nó mọc tốt rồi nó cho trái và có thể hái được như thế này. Thì Khách Nhân TV nhắc lại rằng dựa trên những cái căn cứ đó là anh chị và các bạn có những cái câu hỏi này, những cái câu hỏi, những cái comment để kiểu như là hỏi để chia sẻ, thì Khách Nhân TV sẽ chia sẻ đến chị các bạn. Và bây giờ thì Khách Nhân TV nói luôn là để có những cái cây dâu như thế này các bạn nhá. Đấy, những cái dâu mà nó như thế này thì chắc chắn là chúng ta phải chăm sóc đủ dinh dưỡng này. Đấy. Và hai nữa là cái đặc biệt là dâu thì nó không có chịu mưa, cho nên anh chị các bạn là khi mà mùa mưa thì chúng ta phải che cho nó thì nó mới có trái và nó mới được như thế này. Chứ còn nếu mà bị mưa là nó bị nhũn gì nhá. Và như mình đã từng nói thì những cái dâu Ochinoka, trong chật cái mô Ochinoka mà nó bị dính trời mưa là nó bị hỏng, nhưng mà lâu nay được cái là rất là may, cái đợt này thì nó ra đúng cái mùa khô, cho nên là cái việc mà cho quả và nó chín như thế này thì rất là ok. Và bây giờ thì Khách Nhân TV sẽ cùng anh chị và các bạn đi hái dâu, những cái dâu ở trong vườn nhà Khách Nhân TV. Mà Khách Nhân TV sẽ chia sẻ đến anh chị các bạn là cái đợt vừa rồi á, là những cái kiêu dần Hana anh chị nhá, những cái dâu Nhật Hana trông nó rất là éo uột, tức là nhìn cái lá nó cứ cong cong queo á. Thì cái này thì cũng là một cái sự rất là tình cờ thôi. Thì lúc nào trong cái vườn Khách Nhân TV thì cũng sẽ có một cái xô chị ạ, xô để ngâm cái này, này anh chị các bạn thấy này, là hai cái xô, một cái là mình ngâm cái khô dầu mà cái bánh dầu á, bánh dầu dầu đậu phụng á, để lấy cái nước tưới, và đặc biệt là cái lân ấy chị nhá, cái lân lân lâm thao mình ngâm và mình dùng cái nước nó tưới. Thì sau cái vài lần tưới á thì nhìn thấy cái dâu nó phát triển là khá tốt, bởi cái lá xanh và nhìn cái lá nó dày hơn, đặc biệt là nó rất là cứng, nhìn cái khả năng mà nó cứng, nhìn nó cái tán dâu nhìn rất là đều, rất là đẹp anh chị nhá. Và cái cây này thì nó phát triển cái ngó rất là tốt, nhưng mình đã ngắt ngó này và để cho nó cái việc mà để nó ức chế để cho nó ra quả. Đấy, những cái dâu mà được tí lân thì anh chị các bạn thấy nó rất là cứng đó, những cái lá dài thì nó xóa xuống thôi, còn nhìn những cái cây dâu thì nó có sự khác biệt rõ ràng, có nghĩa là cái lá dâu nó vươn thẳng lên, chứng tỏ rằng là cái việc mà lân nó tạo lên cái độ cứng của cây dâu rất là tốt, rất là đẹp. Đấy, anh chị các bạn có thể thấy những cái dâu Nhật Hana mà mình đã tí lân đó, thì nó rất là ok, cái độ thẳng. Hiện tại bây giờ rất là nhiều cào cào á, nhiều cào cào, ui cào cào nhiều, nó ăn cái lá thủng thủng là cào cào anh chị nhá, cào cào nó rất là ăn, thích ăn dâu á, dâu tây á. Nhật Hana buồng là còn xanh thì chúng ta để lại. Bụi dâu này thì khá là nhiều ngó, anh chị có thấy không, nó sưng sưng thế này. Thì những cái dâu này thì mình nhìn nó ra ngó thế này thì mình lỡ ấy rồi, lỡ để rồi mình để cho nó ra ngó luôn, và mình trồng khi nào mà ngó nó ra rễ thì mình sẽ cắt đi. Và khi mà nó ra trái thì hầu như nó khi ra ngó này thì nó không có ra hoa ra trái anh chị nhá. Và nếu như anh chị các bạn mà để cho nó ra trái thì mình phải buộc phải bỏ những cái ngó đi. Có những cây thì nó vẫn vừa ngó và hoa, những cây này thì ít ngó hơn. Anh chị các bạn thấy một cái cây mà rất nhiều ngó thì nó lại không có hoa có trái. Đó là Hana nhá. Đấy, đó là cái cách mà khi mà mình trồng, mình chăm sóc là mình đấy, anh chị có thấy không, cái cây này thì ngó nó rất là nhiều. Và cái buồng trước đây thì nó có một cái buồng quả, nhưng mà cái mình hái rồi, sau cái đợt hái buồng quả thì nó lại ra ngó. Và mình đợt này thì mình để cho nó ra ngó đó, vì những cái dâu Nhật Hana thì mình đang cố gắng nhân giống nhiều Nhật Hana hơn. Cây này thì nó vẫn dừa ngó này, những cái ngó này là mình cắt đây. Đây các bạn nào, à, cắt đi, nó đang ra trái là mình những cái ngó là mình bỏ đi. Và cái quả này thì cũng cắt luôn đó, anh chị thấy không? Mình trồng thì vườn nhà mình thì nó chỉ như thế này thôi. Ngày hôm nay thì cũng hơi bận, đúng ra thì hai buổi sáng ấy.
họ có bận một chút cho nên là chiều muộn mới ra chăm sóc dâu, quay rồi hái dâu rồi quay cho anh chị các bạn xem luôn. Đây, hái luôn nhá. Cái lứa này thì là cái lứa hái đồng loạt luôn anh chị nhá. Hái đưa đồng loạt mà cũng nhiều nhất trong cái đợt mà từ cái ngày mà cấy được những cái Ochinoka cái mô đầu tiên đó thì cái đợt này là hái đồng loạt được nhiều nhất. Tức là hái đồng loạt anh chị nhá, chứ còn ví dụ lai dai thì vẫn có đấy. Và hái đây. Cái Ochinoka mà nó hắn ra ngoài cái thời tiết thì cái cuống nó hơi thì khoảng nó hay bị như thế này chị nhá. Nhưng cái quả thì mình hái nó không chín quá. Thì như thế này. Cái nhật Ochinoka với lại cái cây Hana ấy chị. Chỉ nhìn cái hạt của Ochinoka là anh chị các bạn thấy này. Cái quả một viên vòng vàng hơn là Ochinoka các bạn, anh chị các bạn thấy cái hạt nó to hơn mà thưa hơn. Còn Hana thì nhìn nó mỏng hơn mà nhìn nó cái hạt nó nhỏ nó bé hơn. Rất là đẹp luôn. Đấy, cũng nhật nhưng mà mỗi loại nó mỗi khác anh chị nhá. Đó, hôm nay cái lứa này thì nó như vậy, còn những cái quả sau thì nó bé, thường nó bé hơn. Và đặc biệt là anh chị nhớ là khi những cái dâu mà nó khi có quả thì chúng ta nên đưa lên giàn nó sạch, nó xóa xuống là nó không bị kiến anh chị ăn anh nhá. Đây là New Zealand đây. New Zealand đợt này thì quả nó hơi bé, cái lứa đầu là quả nó to hơn, còn bây giờ thì quả nó bé. New Zealand thì quả nó cứng, nó giòn, nó cũng đẹp. New Zealand thì quả nó cũng là một cái hoa đơn kiểu như là ấy đó, kiểu như là cái mì đá, chứ nó không buồng như, nó không có buồng buồng như dâu tây Nhật đây chị nhá. Đây, thấy chưa? Đó. New Zealand thì nó chỉ một hoa thôi. Anh chị thấy chưa? Một hoa. Đó, hoa màu trái, nhưng mà mùa này thì nó không đấy. Những cái ngó thế này thì mình bỏ đi. Cái hoa đen đen mình cũng bỏ đi, không có để nữa. Đấy, mình chăm sóc dâu tây và có những cái gì hay ho thì mình chia sẻ luôn anh chị các bạn xuống xem kỹ vào cái cách chăm của mình. Nếu như mà học được cái gì mà hay thì anh chị cứ học, còn không thì anh chị các bạn cũng góp ý nhá, góp ý giúp mình luôn trong quá trình làm. Những cái ngó như này anh chị này, những cái ngó này thì mình chưa có tới lân nhìn nó éo éo á, nhưng mà nó lại ra những cái ngó khác. Thì thông thường những cái này thì mình cắt cái nó lại đang mọc ngó thiết thì mình cắt đi, cắt để cho nó tập trung nó nuôi cái ngó này này chị nhá. Và ngày mai nó ra rễ tốt hơn chút là thì mình sẽ cắt những cái mẹ ra. Đó là cái cách chăm sóc của mình ạ. Cũng New Zealand nhưng mà những cái cây mà được chăm sóc tốt, tức là độ dinh dưỡng nó tốt anh chị nhá. Đây là New Zealand này, anh chị thấy không, rất là to luôn ha. Mình sẽ sát quay camera để cho anh chị các bạn xem. Đây, đây là New Zealand anh chị nhá. Đó, quả nó ngón tay này. Đấy, cũng là một chế độ chăm sóc. Nhưng mà có một cái hay là anh chị các bạn thấy là New Zealand thì mặc dù để ở ngoài, trời mưa luôn, à tức là ngoài trời mưa, tức là mình chỉ che lưới thôi, nhưng mà nó vẫn được cái đạt được cái quả là nó không có bị úng như cái kiểu dâu Nhật Ochinoka. Mặc dù là cây cũng này là cũng là cây mô. Nhưng anh chị nhớ là những cái cây này là mình đã trồng từ cây ngó con ra rồi, không phải cây gốc nữa. Cho nên là cái khả năng mà chịu được cái tức là nó đã đáp ứng cái môi trường đất là ok. Và mình hôm nay thì mình đã học thêm một cái kinh nghiệm. Anh chị các bạn thấy là những cái cây mà cái lá mà nó éo éo thế này này, nó mềm mềm thế này, chúng ta nên có nghĩa là như thế này là cái kiểu nó đang dư đạm á. Nó cái lá nó cái mềm mềm này chúng ta tưới lân thì nó sẽ thẳng đứng lên. Như cái những cây Hana ấy chị nhá, chúng ta thêm tưới lân mình ngâm nước á là mình tưới cho nó là nó sẽ cứng lại á. Ủa, mình hái mấy quả xanh. Cắt nó quả xanh. Đây cũng đây chị nhá. Đó. À. Cũng nhiều chưa ạ? Đúng không? New Zealand. Đó. Ngó nó cũng ra thế này nhưng mà tốt nhất trong cái thời gian này thì mình nên cắt đi, mình không có để. Mình để cho nó ra, tập trung ra trái cho hoa. Chứ không có để cái đợt này. Và anh chị nên nhớ là khi mà hái dâu chúng ta nên tỉa cái lá già nhá. À có như một bạn thì bạn nói là bạn trồng mấy tháng rồi, cây nó rất mấp rất là mấp mà rất là kiểu như là tốt mà sao nó không có quả. Thì các bạn nên nhớ nha, cái cây nó mấp nhưng mà các bạn phải để thưa này. Các bạn thấy không, mình trồng chỉ có một gốc, một chậu này, là một cây thế này. Các bạn thấy luôn luôn mình trồng thưa, mình luôn luôn khuyên các bạn là hãy trồng thật thưa.
các bạn trồng vô chậu hoặc là trồng như thế nào đó thì rất là thưa, thì dâu nó mới ra quả. Chứ các bạn đấy quá dày, mình đã rất là nhiều những cái video mình nói rằng là các bạn trồng, có những cái chậu dâu dày các bạn trồng quá dày luôn, phải không thấy trái đâu hết, mặc dù nó cực kỳ đẹp luôn. Có nhiều bạn thì bảo cứ nhổ ra tiếc, nhưng các bạn tiếc thì các bạn chỉ ngắm hoa với lại ngắm lá với lại ngắm cây thôi, chứ không có trái đâu. Nên là các bạn nên chú ý nha, các bạn chú ý nên là hãy dọn cái dâu cho nó thưa ra. Mình chỉ trồng có một cây thôi, các bạn thấy chưa, mình cắt hết đó là nó đều có trái hết nhá. Đó thì hôm nay video của mình xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn có cái ý kiến hoặc là câu hỏi thì cứ comment đi nhá. Đó thì mình làm những cái video clip mình chia sẻ đến cho các bạn có động lực, có nghĩa là những bạn mà yêu thích và trồng dâu tây, trồng vườn nhà nhé các bạn nhé. Đấy, và các bạn cứ tin tưởng là các bạn cứ trồng kiên trì đến thì sẽ có trái thôi. Đấy, các bạn thấy không, mình trồng nó có trái đó, có sản phẩm chứ không phải là không. Có nghĩa là mình không bao giờ mình nói mà không làm được. Các bạn thấy chưa, một chút dâu tây vườn nhà nha, các bạn thấy cỡ này quả là cũng ok đúng không. Còn việc thì dâu sạch là rất là quý, cho nên các bạn cố gắng nhá, cố gắng trồng. Đấy, cho nên các bạn phải để cho nó thưa thưa chút. Ở đây thì mình thấy hơi dày, nhưng mà mình như cái cây này thì mình thường là mình cứ tỉa cái lá đi các bạn nhá. Mình tỉa bớt lá già đi đó, chứ không mình không có để các bạn để quá dày là nó không bao giờ nó có trái. Các bạn thấy chưa? Đấy. Có những cái ngó nó ra ra là mình cứ bấm đi thôi. Đấy. Dâu Hà Lan này các bạn nhá. Hà Lan này thì do là mình đang nhân giống cho một bạn mà đã đặt hàng luôn. Cho nên là mình để lại vài cái ngó, nhưng các bạn thấy không? Hoa trái này. Đấy. Các bạn thấy mình trong chậu của mình chỉ để một gốc thôi nha các bạn nhá. Để ý nha. Các bạn để dày quá là nó nuôi lá, nuôi thân hết, không có trái đâu. Đó, cho các bạn xem một chút nữa ở vườn nhà mình nhá. Đó, dâu của mình đó. Bây giờ thì nó cũng muộn các bạn, hơi tối á. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ ha. Và đặc biệt là chúng ta chăm sóc mùa dâu, cái mùa khô đấy thì các bạn cố gắng là cho nó có mùa khô thì nó sẽ có trái. Còn cái mùa mưa là nói chung là hơi khó các bạn nhá. Đấy. Các bạn luôn luôn thấy những cái chậu dâu của mình nó rất là thưa. Nó thưa thưa lá. Mà mình bấm đi các bạn nhá. Đó. Mình bấm lá, mình cho nó thưa cái cây đi. Nhưng các bạn thấy nó có hoa chưa? Đấy. Đấy, cái buồng hoa đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn đừng quên bấm like nhé. Và đặc biệt thì comment và có câu hỏi thì các bạn cứ tiếp tục chia sẻ. Câu hỏi có chia sẻ được cái gì thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ. Đấy, các bạn thấy chưa? Và hôm nay mình rất là vui, mình sẽ có một cái thêm một cái cách về cái bón phân, đó là hãy tưới lân cho nó bạn nhá. Lân nguyên chất ngâm nước thì các bạn sẽ có những cây dâu nó rất là thẳng. Cái lá nó cứng và nhìn nó vươn rất là đẹp, những cây chậu giật Hana. Rất là đẹp các bạn nhá. Đó, thế là đây kết quả luôn. Vậy là sâu cho các bạn thấy kết quả để các bạn tin rằng mình nói không phải là nói xàm. Các bạn nên cắt những cái lá này đi. Các bạn thấy chưa? Mình luôn luôn chăm sóc và mình làm để các bạn thấy á, các bạn thấy chia sẻ để các bạn thấy thôi, thấy để các bạn học theo á, các bạn có thể làm mà giống mình á, để cũng có cái kết quả giống mình. Mặc dù nó không cao lắm nhưng mà gọi là cũng tạm được với những cái cây dâu chậu không gian nhỏ nhỏ rất là quý để có những chậu dâu tây vườn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye các bạn nha.